Rồi, ok, chào các bạn đang theo dõi kênh Bạch Mã TV nhé. Mình là Dương Quyết đây. Hôm nay bên mình lại giới thiệu cho các bạn này một em hạc nhé. Đấy, hạc này. Hạc đẹp luôn nhé. Đấy, bờm trắng cước luôn. Cho các bạn ngắm qua đi. Thì trước khi quay thì bên mình các bạn mà yêu quý kênh ý, cho mình một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Nếu mà ủng hộ sản phẩm bên mình thì có những sản phẩm như cao ngựa bạch này, cao ngựa thường này, đấy, phổi ngựa bạch, ngựa mật ong này, thì bên mình cung cấp cả ngựa thương phẩm này, đấy, ngựa thịt nhà hàng, khách sạn, đám cưới hết nhé. Bên mình cứ các bạn đặt thì bên mình phục vụ từ A đến Z, từ khâu thịt ngựa cho đến khâu nấu cao nhé, nấu cao và hoàn thành sản phẩm. Đấy, bạn nào mà đặt cỗ thì bên mình làm đủ món cho món ngựa cho các bạn nhé. Thì hôm nay bên mình review cho các bạn xem cái em ngựa hạc này. Anh chị em nào mà thích cái hàng hạc này, hàng ít tiền mà tham gia nuôi sinh sản thì hàng hạc này thì tỷ lệ đẻ ra bạch thì nó rơi vào tầm độ 95 đến 99% các bạn nhé. Thì đẻ 10 lứa chắc phải có tầm độ 8-9 lứa là ngựa bạch nhé, nếu mà lấy được bạch. Đấy, thì bây giờ các bạn quay xem sơ bộ qua về con ngựa này nhé. Đây cho mình dắt đi xem dáng đi cụ thể luôn nhé. Đấy, khá to và khá đẹp nhé. Đấy, khá to và khá đẹp các bạn nhé. Đấy, dáng đi đẹp, chân tay móng vó đẹp nhé. Đấy, con này thì cưỡi được các bạn nhé. Yeah, hàng cưỡi được luôn. Hàng tuyển đấy nhé. Em này về mà bạn nào về mà nuôi thì đẻ tầm độ 7 đến 8 lứa nữa là sinh luôn nhé. Yeah. Chưa, hiền lành sờ được nhá. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem nhé. Thì đầu tiên cho các bạn xem khoái trước đi. Em này thì là cực kỳ sạch khoái rồi. Đây. Đấy, một khoái đóng giữa trán này. Ngang tầm mắt này. Đấy. Tiếp theo cổ nhá. Không có khoái xuyên tông này, các bạn nhìn này. Đây bắt đầu nhá. Dí tai đây bắt đầu từ điểm này nhá. Gập tai này bắt đầu từ điểm này. Từ đây hết xuống đây. Đấy. Là không có khoái xuyên tông là bên mạn trái con ngựa nhá. Tiếp tục bằng bên phải này. Đây nhá. Đây mạn bên phải đây nhá. Đấy, bắt đầu xem từ đây nhá. Đấy, vòng đây không à. Em này là cực kỳ sạch khoái luôn. Đấy. Đây, tiếp tục là khoái nghẹn nước này. Đấy, khoái nghẹn nước thì cũng không có khoái nào nhá. Khoái kẹp cổ cũng không có khoái nào nhá. Đấy, khoái xuyên tim cho các bạn xem khoái xuyên tim không có nhé. Không có xuyên tim luôn, em này cực kỳ sạch khoái đây. Tiếp tục cho các bạn xem móng vó này. Xem móng vó em ngựa này này, móng trước này. Móng trước đóng tròn đều đẹp nhé. Đấy, không có hiện tượng là bồ câu chân rịa mà móng kiểu như móng guốc, móng hài nhé. Đấy, tiếp tục cho xem móng sau đi. Móng sau em này đặc biệt là có một móng trắng cước luôn nhé, như ngựa bạch luôn. Đấy, một móng trắng cước như ngựa bạch luôn, hàng hạc. Đấy, hàng này mà tỷ lệ đẻ ra bạch là khá cao nhé. Đấy, ok chưa? Đấy, em này mà về thì đẻ là tầm độ 8 đến 9 lứa nữa thì khá quá đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, bây giờ đến phần mình đo chiều cao và vòng ngực cho các bạn xem nhé. Em này thì khá to luôn. Mình tự tin giới thiệu cho các bạn. Đấy. Mình sẽ đo vòng ngực trước nhé. Đây. Đo kịch kim thước luôn nhé. Đấy, 1m44 các bạn nhé. Giờ 1m44 nhé. Dí sát thôi, không cần zoom đâu, cứ dí sát thôi. Tiếp tục mình sẽ đo chiều cao cho các bạn xem nhé. Đây chiều cao đây, mình đo từ chân lên nhé. Đo chuẩn luôn. Đấy, mình trừ đi nhé. Chiều cao là 1m26 các bạn nhé. Đấy. Chiều cao 1m26 chuẩn luôn nhé. Em này thì khá cao luôn đấy. Đấy. Cao gần đến ngực luôn các bạn nhé.
Khoái đồ đây, các bạn cho xem khoái đồ đây. Khoái đồ thì đóng chuẩn luôn các bạn nhé. Đấy, đóng đúng chỗ luôn chưa? Đây là bên mạn bên trái con ngựa nhé. Giờ khoái đồ rất đẹp luôn. Tiếp tục khoái đồ mạn bên phải con ngựa nhé. Đấy. Em này thì không phải suy nghĩ khoái đồ rồi nhé. Đấy, thấy chưa? Khoái đồ này. Khá đẹp luôn. Đấy, em này sờ được nhá, cưỡi được nhá. À, mình không có thời gian để đi lấy yên về là cưỡi cho các bạn xem nhé. Đấy, mình làm một cái video giới thiệu cho các bạn biết về em hạc đẹp này nhé. Thì anh em nào mà có nhu cầu thì cứ alo nhé. Em này là khuôn tiền thì mình sẽ để dưới phần mô tả các bạn nhé. Các bạn chú ý này, các bạn thông cảm cho bên mình nhé. Mỗi khi mà ngựa bên mình lên video hoặc review một em ngựa nào ấy, thì các bạn hỏi là hỏi hỏi nếu muốn biết giá ấy, thì các bạn ấn vào đường link bên dưới nhé. Mình để đường link giá liên kết sang trang 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 fanpage của mình để báo giá trực tiếp cho các bạn luôn nhé, chứ không mình không báo giá trực tiếp trên kênh YouTube nhé. Đấy. Báo giá trực tiếp trên kênh YouTube thì nó sẽ lộ giá khi mà mọi người mua ấy, thì có khách hàng này khách hàng kia đến mua ấy, thì nó sẽ lộ giá ra, thì có khách buôn khách bán nào thì về mình bán sẽ để lại cho ai đấy thì nó lộ giá, thì là cái điều đấy nó không hay cho khách hàng mua bên mình nhé. Đấy, thì các bạn thông cảm, các bạn muốn xem giá hoặc có tư vấn trực tiếp thì các bạn cứ gọi trực tiếp vào số điện thoại, hoặc các bạn muốn xem giá mà các bạn không 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 không, không dám gọi hoặc chưa dám gọi bên mình ấy, hoặc là các bạn chưa có nhu cầu thì các bạn muốn xem giá thì xem vào phần đường link bên dưới mình để là link giá đấy, ngựa bạch hoặc ngựa kim hoặc ngựa màu nhé. Đấy, hoặc ngựa hạc thì mình để link ở dưới đấy. Thì các bạn nào mà muốn xem thì ấn vào đấy. Thì làm theo các bước là sẽ thấy giá các bạn nhé. Đấy, bên mình có những cái sản phẩm ấy. Ok, bên mình có những cái sản phẩm để hết ở dưới phần mô tả nhé. Kích vào đấy và đặt hàng ủng hộ bên mình nhé. Đấy thì cho bây giờ cho các bạn xem lại giá ngựa đi nhé. Đây, con này nếu mà cưỡi thì khả năng cưỡi được, nhưng mình thì đấy, nhảy lên cho các bạn xem nhé. Nhảy lên cũng được thôi nhé. Nhảy lên cũng được các bạn nhé. Đây. Đấy, cưỡi được các bạn nhé. Em này thì cực kỳ lì cưỡi luôn nhé. Ủa, nhưng mà nó hơi dính lông, nhiều lông quá. Nó hơi bẩn một chút. Nhưng mà nếu mà có yên thì mình cưỡi cho các bạn xem nhé. Em này cực kỳ lì luôn nhé. Bóp vào đây này, các bạn tiện bóp vào đây mà ngựa nó không giật giật mà không không nhảy cẫng lên là con đấy cưỡi được các bạn nhé. Đấy. Bóp bấm vào đây này. Đấy, ngựa rất lì là cưỡi được các bạn nhé. Ok các bạn nhé, thì em này là khẳng định là cưỡi được các bạn nhé. Đây mình cưỡi cho các bạn xem. Đấy, mình sẽ đứng lên cái xô. Đấy, tại vì mình cũng hơi thấp, con này nó hơi cao nhé. Cao cũng khá khá cao, cao 1m25 đến 1m30 này là hơi cao. Mình đứng lên cái xô, mình nhảy lên mình cưỡi nhé. Đấy, thấy chưa các bạn, thấy chưa? Đấy, đi. Đấy, mình hơi nặng nhưng vẫn cưỡi được em này nhé. Đấy, cưỡi rất hách luôn, con này em rất đẹp luôn chưa? Dáng rất đẹp luôn. Đấy. Quá tiêu chuẩn chưa? Em nào mà anh chị em nào mà bắt được em này về vừa cưỡi được vừa sinh sản được. Đấy, em này thì lại đang có chửa nữa. Sờ rất đẹp. Bên mình là muốn mua cái yên về là làm hàng cưỡi luôn, nên là có khách đặt là bên mình cũng để lại luôn nhé các bạn nhé. Có anh em nào ăn thì bên cũng để lại luôn. Em này thì cực kỳ sạch khoái, mình đã quay rồi. Đấy, quá đẹp luôn chưa? Em này đi cho nó đi một đoạn đi. Đi. Đi đi lên đi đi đi. Đấy, thấy chưa? Mình là tầm độ 70 cân mà em này vẫn chịu được nhá. Em này là khá cao luôn. Đấy, anh chị em nào yêu quý kênh cứ tìm hàng ngựa đi 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 đi. Đi hơi nặng đi. Đấy, thì anh chị em nào mà yêu quý kênh thì cho mình một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhá. Anh chị em nào mà muốn tìm hàng ngựa dịch vụ ấy, hàng kéo xe này, đấy, kéo xe đi tham quan hàng du lịch thì cứ liên hệ bên mình tìm cho nhá. Có em nào ở bên mình đẹp đẹp ấy thì quay cho các bạn xem luôn. Đấy. Quay cho các bạn xem và anh chị em nào mà kết ấy, bên dịch làm dịch vụ và kết thì hãy liên hệ thẳng trực tiếp bên mình nhá, bên mình tìm cho. Nếu mà em này bán rồi bên mình tìm cho em khác nhá. Đấy, ok. Bây giờ mình sẽ xuống nhá. Quá hiền luôn nhá. Có yên nữa thì đẹp. Rồi, ok.
Đấy, cho các bạn tham khảo lại dáng em ngựa này một lần nữa đi. Cực kỳ đẹp luôn. Quá đẹp luôn nhỉ. Cao ráo nhá. Đấy, dáng đi đẹp. Rồi, thì ok nhá. Thì cái video review em ngựa hạc em này bên mình lấy được rồi nhá. Thông báo cho các bạn em này bên mình lấy được rồi. Lấy được là được tính đến ngày được được ấy là được tầm độ gần 3 tháng rồi nhá. Được là được bạch chuẩn luôn nhá. Bên mình thử được mấy lần rồi, nó đá nó không cho nhảy nhá. Thì bên mình như thường xuyên bên mình theo dõi là khả năng là có chữa các bạn nhé. Bên mình nếu mà ai bắt bên mình không dám đảm bảo, như bên mình là đảm bảo cái phần lấy được được gì hoặc là được bạch, bên này là rõ là khẳng định là được bạch, là lấy được bạch cho các bạn nhé. Đấy, còn em này thì các bạn nhìn là biết đấy, em này đang có xu hướng là võng lưng nhé, thì mình nghi là có chữa. Đấy, anh em nào mà ấy thì cứ kết thì cứ alo nhé. Đấy, hoặc là nếu mà em này mình bán rồi ấy, thì anh em cứ alo, bên mình sẽ tìm tiếp tục, sẽ có những con đẹp nhất về review cho các bạn xem. Anh chị em nào mà đăng ký kênh ấy, thì ấn vào nút chuông, thì bên mình về ngựa hoặc là review ngựa phái là review ngựa cái là bên mình gửi thông báo về thẳng trực tiếp về máy cho các bạn luôn nhé. Đấy. Thì ok, cái video của mình đến là kết thúc nhé. Thì anh chị em nào mà yêu quý kênh cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Thì video kết thúc ở đây. Hẹn là gặp lại các bạn vào những cái video lần sau nhé. Ok, xin chào.